Chào các bạn, video này mời các bạn cùng ship.vn kiểm tra một kiện hàng của một vị khách tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã đặt trực tiếp trên website của ship.vn và chờ khoảng 2-5 tuần. Hôm nay kiện hàng nó đã về tới thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới mẫu đồng hồ này hoặc là các bạn quan tâm tới thương hiệu Seiko, bạn có được những cái góc quay rất là chi tiết và cận cảnh. Đây là cái kênh thông tin liên lạc của ship.vn. Kiện hàng này được ship đặt từ seller có tên là Yomashop ở quận Brooklyn, New York, được ship tới kho của sở bang OR bằng dịch vụ là bưu điện Mỹ USPS. Là số check-in. Thông tin check-in thì tôi chỉ ship.vn có báo liên tục qua email, các bạn có thể kiểm tra trong email hoặc là truy cập vào trang quản lý đơn hàng trên website của ship.vn để có thể copy lại cái check-in cho nó lẹ. Còn bây giờ là chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra. Đây. Bên trong nó là một cái chiếc Seiko. Chiếc Seiko này bên Yomashop họ sử dụng cái bốc rất là to. Các bạn thấy bên ở Mỹ người ta đóng gói nó không có chim cẩn thận. Tuy nhiên các bạn nhìn thấy cái kiện hàng nó về cũng còn rất là nguyên vẹn. Đó. Còn ở Việt Nam mà các bạn đóng gói như thế này thì các hãng vận chuyển Việt Nam họ vận chuyển họ dục đùng đùng, rất là dễ bị va đập dẫn tới móp méo, rất là dễ dẫn tới móp méo cái hộp. Vì vậy về tới Việt Nam, ship.vn sẽ thực hiện đóng gói lại và chim nó cẩn thận hơn để nó hạn chế tình trạng va đập. Có thể là ở Mỹ người ta vận chuyển bằng xe ô tô nó va đập ít hơn, hoặc là cái những cái quá trình mà bốc nâng hàng hóa đó người ta sử dụng máy móc nó nhẹ nhàng hơn. Còn ở Việt Nam là chúng tôi thấy là các shipper người ta hay sử dụng xe máy và khi mà tới người ta dùng người ta quăng xuống không à. Đó. Chúng tôi để ra các bưu cục hãng vận chuyển thấy người ta hay quăng như vậy. Vì vậy về tới Việt Nam, ship.vn sẽ thực hiện đóng gói lại, chim nó cẩn thận hơn, chăm sóc nó kỹ hơn. Bên trong nó có một cái bill của nhà cung cấp là Yomashop nè, lúc mua là có giá là 147 đô. Đây là cái nó có một cái sticker của bên Yuma. Sticker này họ gửi cho chúng ta để nếu mà chúng ta ủng hộ thì chúng ta sẽ quảng cáo dán lên những thiết bị cá nhân, ví dụ xe đạp hay là máy tính hay là điện thoại nè. Đây. Còn đây là chiếc bốc của Seiko, chiếc bốc màu xanh. Seiko họ có nhiều loại bốc lắm, là bốc này là cái loại bốc mà thường đánh giá là cao cấp của Seiko. Loại bốc này nó có giá khoảng, nếu mà các bạn đặt riêng cái bốc này khoảng 180. Seiko họ có những cái loại bốc rẻ hơn khoảng 100 cũng có, và có những cái loại bốc miễn phí kèm theo. Đó. Về bốc thì ở đây, bốc thì nó được Seiko họ đặt là từ nhà máy của China. Bốc thì được sản xuất ở China, máy thì được sản xuất ở Nhật Bản. Đây chiếc bốc ngoài màu xanh, phía trên là cái tên thương hiệu Seiko. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Chiếc bốc này nó có một cái nhược điểm, tức là nó không có cố định. Những cái loại bốc này nó không có cố định được cái chiếc đồng hồ bên trong cái bốc. Các bạn thấy khi mở ra thì nó sẽ hơi bị méo một chút không, nó không cố định. Vì vậy sau đây ship.vn sẽ dùng một cái miếng siêu á, chúng tôi sẽ quấn cho nó cố định vô cái gói luôn. Bên dưới nó là một cái quyển sổ của Seiko, nó giới thiệu về những cái bộ máy, ví dụ như 4R35, 4R36, 37, 38, automatic watch. Còn bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nhân vật chính của chúng ta luôn. Đây là chiếc đồng hồ có cái màu mặt số là màu đen, dây màu đen luôn, với màu đen chủ đạo. Seiko thì theo cảm nhận của chúng tôi á, chúng tôi thấy những chiếc đồng hồ Seiko nó có thiết kế rất là chắc chắn, nó cầm nó cảm giác nó rất là cứng cáp, cảm giác nó vững tin tưởng hơn là những chiếc đồng hồ của những thương hiệu như Orient hay là Citizen. Những thương hiệu khác thì cầm nó vẫn ok nhưng mà thấy nó cảm giác nó không có chắc chắn bằng những chiếc đồng hồ của Seiko. Seiko họ thiết kế cảm giác nó mang lại cảm giác rất là chắc chắn. Ở đây mẫu đồng hồ này chúng tôi thấy nó có làm kính sapphire. Kính này có thể kính khoáng thôi, không phải kính sapphire, kính cong vờn. Kính sapphire rất là khó làm cong. Đây là kính khoáng họ sử dụng là kính cong vờn. Đây là cái cổ máy automatic. Automatic tức là những cổ máy cơ khí nó có khả năng tự lên dây cót nhờ vào cái cơ chế là cái bánh rotor này. Cái rotor này nó sẽ lắc khi mà cái cổ tay của chúng ta chuyển động. Khi mà mỗi lần nó lắc như vậy là nó sẽ xoắn cái cuộn lò xo chính lại và nó sẽ dự trữ cót. Mẫu đồng hồ này là nó có đường kính là 42mm và độ dày là 12. 42 là nó thuộc nhóm là đường kính to. Những bạn nào có cổ tay to, cổ tay tầm 10,
18cm là các bạn đeo cái mẫu đồng hồ này rất là đẹp. Đó. Về cái đồ giày 12, bộ 12 nó cũng thuộc cái nhóm đồ giày là tương đối dày. Đó. Cũng chưa phải là dày lắm, 14 mới gọi là dày. 12 này nằm ở nhóm là tương đối dày thôi. Còn đồ giày trung bình là khoảng là 10mm. Đó, vì vậy những bạn nào có cái cổ tay mà chúng ta vừa phải, không quá to cũng không quá ốm, tức là cổ tay của chúng ta phải mập hơn cổ tay trung bình một chút xíu, thì chúng ta đeo cái mẫu đồng hồ này nó mới phù hợp. Đây là một mẫu đồng hồ bằng dây da nó mang lại cái phong cách thanh lịch. Vì vậy đây là thuộc nhóm crash watch, tức là nó sẽ đi với những bộ quần tây áo sơ mi, nó rất là phù hợp. Phù hợp để chúng ta ngồi ở văn phòng hay là những cái sự kiện mà cần sự thanh lịch, lịch sự, thì mẫu đồng hồ này nó rất là phù hợp. Trên cọc số ở đây là có thiết kế cọc số là dạng những vạch. Các bạn để ý cọc số thì được Seiko họ cắt những cái nét cắt xung quanh á, nó tạo ra sự lấp lánh khi mà chúng ta chuyển động, chứ không phải là những cọc số mà kiểu vuông vức bình thường đó. Nó có những cái nét cắt mà với những cái góc nghiêng, nó tạo ra những cái độ lấp lánh. Tên thương hiệu Seiko gốc 12 giờ. Ở ngoài là những cái vạch chia dây, nó là những cái chấm bi. Mặt số được thiết kế rất là đơn giản, chỉ có kim này. Lịch ngày được đặt ở góc 3 giờ truyền thống và chỉ có 12 cọc số thôi. Đây là mẫu đồng hồ có thiết kế classic, tức là những mẫu đồng hồ này thiết kế của nó sẽ không bao giờ bị lỗi thời. Đó, các bạn có đeo 100 năm sau nữa nó vẫn không bao giờ bị lỗi thời. Giống như những chiếc Apple Watch á, nó ra phiên đời mới liên tục, vì vậy những cái đời cũ sẽ bị lỗi thời và bị mất giá. Còn những thiết kế như thế này nó sẽ không bao giờ bị lỗi thời, không bao giờ bị mất giá. Đây là phần mặt sau nè, mặt sau của Seiko nó người ta có cái serial number, còn gọi là mã định danh của chiếc đồng hồ. Khả năng chống nước là 13, 13 là chúng ta có thể sử dụng cho những hoạt động thể thao dưới nước cũng được, theo tiêu chuẩn ISO 2281 của ngành đồng hồ, ví dụ như chúng ta đi chèo thuyền hoặc là lướt sóng giải trí. Tuy nhiên các bạn nhớ là các bạn không được kéo nắm chỉnh ra khi mà tiếp xúc với nước nha. Các bạn phải đảm bảo là nắm chỉnh phải được đóng lại khi mà tiếp xúc với nước thì khả năng chống nước nó mới được đảm bảo. Như bạn mà tiếp xúc với nước rồi á, sau đó không vệ sinh kỹ nước, nước nó đọng ở cái núm này, sau đó các bạn kéo cái núm ra thì nước nó sẽ len theo cốc ti nó vào bên trong. Đó là do các bạn sử dụng sai cách. Tức là trước khi kéo nắm chỉnh ra, các bạn phải đảm bảo xung quanh nó không còn đọng nước, không còn nước đọng lại xung quanh cái nắm chỉnh lại thì chúng ta mới được kéo ra. Đó, tức là các bạn phải sấy khô nước thật kỹ trước khi kéo nắm chỉnh ra để chỉnh thời gian. Ở đây là cái cổ máy là 4R35 này. Thì chúng ta xem cơ cổ máy này có tính năng lên gót tay không. Khi mà chúng tôi bận lên thì sẽ nghe nó sọt sọt, tức là nó có cơ chế lên cốt bằng tay. Đó là tất cả những khúc quay về chiếc đồng hồ này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.